Rồi chào anh em và các bạn đến với video tiếp theo của mình ha. Thì video hôm nay mình sẽ quay về cái gá để mà mình dời chân vít đầu bò nha anh em. Thì cho trong nghề xe thì nói chung là nhiều khi anh em đi số bắp lớn anh em thì mình cần mở số bắp ra lớn ha, mở độ ra. Đó thì hôm nay mình sẽ chia ra hai video nha anh em, vì nó rất dài ha. Thì mình sẽ ra video đầu tiên là mình sẽ chia sẻ về cái gá và những phụ kiện để mình làm cái đầu bò nha anh em. Nó còn video thứ hai thì mình sẽ thao tác cái đầu bò trên cái gá mình làm, mình cho anh em xem ha. Đó, còn video đầu tiên thì mình chia sẻ về cái gá để mà mình bẻ độ cái số bắp nha anh em. Thì đây là cái gá của mình anh em. Đó, cái gá thì nó qua lại vậy nè anh em. Thì mình đã lấy tâm nó chỉnh ngay giữa rồi ha. Thì cái đầu bò mình sẽ để lên hai cái argô, chịu vô hai cái argô của đầu bò nha anh em. Gá rất đơn giản nha anh em. Thì có cây thước để mình canh cái độ đó đó anh em, cái độ của số bắp ha. Đó thì những dụng cụ như thế nào mình làm được cái đầu bò thì mình sẽ chia sẻ cho anh em xem. Thì trước tiên mình sẽ chỉnh cái gá cho anh em xem ha, cái gá của mình ha. Thì cái gá này nó gập qua gập lại là một bên xăng một bên lửa nha anh em. Thì mình sẽ để cái đầu bò như thế này. Đó, mình để cái đầu bò như thế này nha anh em. Thì hai gô nó chịu hai bên ha. Nó cái tâm của cái cốc cam nè anh em, thì nó sẽ giữa chỗ này ha. Mình đã làm dấu trên cái đây là cái gá nè anh em, mình đã làm dấu trên đây rồi ha. Nó thì để mà mình là lấy tâm chỗ này ngay thì mình phải có cái lấy tâm mặt thẳng nha anh em. Đó, khi mình đè xuống ha. Đó, mình đè xuống thì cái mức độ cái mặt thẳng của cái này là nó vuông cạnh nha anh em, nó vuông cạnh. Đó thì mình sẽ chỉnh cây thước bẻ độ là 90 độ ngay chỗ cái vạch này nè anh em. Vạch mình đã xác định mình gạch trên cái gá anh em. Đó anh em thấy không? 90 độ là nằm chỗ này ha. Nó mà anh em mà chặn cây thước này cứng ha. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành mình bẻ độ ha. Thì nói chung là xăng lửa không biết anh em đi số bắp tùy theo số bắp nha anh em. Thì cây xăng và cây lửa thì cái độ của nó khác nhau. Nó khi mà anh em đi cây xăng nó 23, lửa 20 đi thì cái độ nó khác nhau đi. Thì anh em lên lớn như 24, 26 đi thì cái độ nó vẫn khác nhau nữa nha anh em. Mỗi độ khác nhau ha. Đó mình canh là canh chỗ này nha anh em. Đây anh em bẻ qua là cái thước nó đứng một chỗ ha, nó qua bao nhiêu độ. Nó nếu bao nhiêu độ thì mình sẽ xiết con ốc bên đây lại nha anh em. Xiết ốc cứng thì mình sẽ đặt cái đầu bò lên, mình sẽ lấy tâm ha. Lấy tâm bên cái lỗ chân vít. Nó cái gá này thì nó đơn giản nha anh em. Anh quay cho anh em xem cái gá của mình ha, nó chế mình xài thôi, nói chung là cũng không có làm liên tục nha anh em. Nói chung lâu lâu thì mình lấy ra mình có anh em nào làm cái đầu mà giờ số bắp thì có thể mình lâu lâu mình lấy ra mình làm cho anh em xem thôi. Còn như mà để mà anh em làm cái chân kích anh em thì anh em phải cần nhiều nhiều cái gá ha. Thì trước tiên anh em phải cần tới cái cây để mà anh em lả mặt phẳng ha, lả mặt phẳng trong cái đầu bò anh em. Thì trong đây đó, khi mình đắp nhôm xong rồi anh em đó, thì trước tiên anh em cần cái cây này ha. Nó và mũi khoan 5 ly, 5 ly, 7 ly, 9 ly. Nó và
một cây giò khoảng 10 ly nha anh em. Mình làm mình khoan 9 ly xong mình giò lại cho nó chuẩn ha. Đó. Giò chuẩn mình đóng cái gích vô. Rồi giờ anh em phải cần một cái cây để mình lấy cái tâm lỗ ắt cọ nha anh em. Đây. Đó, thì trong video thứ hai mình sẽ thao tác cho anh em xem ha. Thì mình vẫn cần đến một con cò cò nha anh em, cò giá cò để mình lấy tầm nó mới ngay được nha anh em. Thì cái đầu bò để mình về gết mình phải đắp nha anh em, thì mình đóng cái môi ra sạch sẽ hết đó, mình đắp phần nửa dưới của cái miệng của cái đầu bò ha, miệng môi hai bên đó. Thì lỗ chân gết thì mình đắp luôn cho nó bít luôn nha anh em. Nó cũng có nhiều anh em để mà dời gích mà không cần đắp lỗ này nha anh em, thì anh em đi chân gích mà đặt luôn anh em, thì anh em khoan bẻ đậu ha. Đó thì nói về cái đầu bò mà để mình bẻ đậu cho nó số bắp anh em, thì đầu bò xin anh em thì số bắp nó hở ha. Thì số bắp này số bắp 20 23 ha. Đó, anh em thấy không, nó hở số bắp khi mà cam nó lên nó đóng lên thì nó không bị đá ha. Còn mà mình vậy mà mình đưa số bắp bự vô mình không canh lại thì nó đá nha anh em. Thì mà cái mấy cái đầu zin này mình trừ khi mình đi số bắp magic đấu lại thì mình không cần làm gì hết nha anh em, mình chỉ âm hai cái miệng này ra xa chút xíu ha. Đó, còn mà anh em đi số bắp mà bự hơn thì anh em bắt buộc anh em phải dời chân gích. Dời chân gích có nghĩa là anh em bẻ cái độ của cái hai cái lỗ chân gích này ra nha anh em. Thì đây là cái số bắp độ 27 nè anh em, thì mình gắn vô cái đầu này cho anh em xem. Nó 27 và 25 đó, khi mình gắn vô vậy thì nó đâu gắn được nha anh em, vậy nó sẽ bị đá ha. Vì vậy mình sẽ bẻ cái độ của cái chân gích này cho nó bẹt ra ha, nó bẹt ra hai bên, nó bẹt ra hai bên nha anh em. Chúng nó bẻ độ về bên đây một chút, bẻ đây bên đây một chút nó, nhưng mà mình canh cái độ cho nó trên một cái gá nha anh em, nó mới chính xác được. Còn mà mình để không có cái gá mình khoan mà là nó lãi bậy thì nó sẽ không có đẹp cái đầu bò nha anh em. Thì mấy cái đầu bò mà mình đã làm xong là thì nó phải dày nha anh em. Đó, này là số bắp 24 28 ha. Đó, nó phải hở ra vậy nè anh em, chảo này chảo lớn ha. Nói chung là tùy theo cái anh em đi trái gì mà mình bẻ độ để mình làm cái đầu bò nha anh em. Đó, chứ không phải là đương không mình đi số bắp gì cũng được ha. Đó, mình đi trái 54 thì mình xài số bắp cũng tương đối nha anh em. Chứ xài tới 54 mà anh em đi cái chảo bự chảng này thì nó cũng dở ha. Đó, vì trái 54 thì anh em đi số bắp này thì nó bị thứ nhất anh em bị hụt hơi. Đó, bị cái số bắp này làm cho trái 58 mà anh em đi 54 thì nó sẽ bị hụt nha anh em. Đó. Thì hôm nay mình quay cho anh em xem tham khảo về cái gá để mà bẻ độ số bắp để mình đi số bắp lớn anh em. Thì video thứ hai mình sẽ gia công cái đầu bò, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em xem cách gia công của mình ha. Đó, thì nói chung là mình làm cho mấy anh bạn thợ ở đây thôi nha anh em. Thì nhiều khi anh em có nhu cầu làm ha, nhiều khi nói chung là anh em cũng khoái đưa đồ cho làm mà có một cái mình không có thời gian thì mình làm cho anh em chậm trễ, nhiều khi cũng phiền nào khi mình không thích nha anh em. Thì nhiều khi anh em điện
đặt đồ đồ đó, nhiều khi mình kẹt công chuyện lắm mình mới không nhận đồ của anh em được, thì anh em thông cảm ha. Đó thì nói chung là video thứ hai mình sẽ tiếp tục mình làm cho anh em xem ha. Thì video tới đây mình kết thúc nha anh em, hẹn anh em video tiếp theo của mình ha. Rồi chào anh em nha.